Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô sâm trái hàng cây to nha chú anh chị. Đâm chồi sống khỏe luôn rồi. Cái này anh chị vô về vô chậu mới là chơi Tết thôi. Hàng khủng nha anh chị. Lâu lâu mới được cái lô bự như thế này ha. Rất là to, cây đâm chồi sống khỏe hết. Mã số đầu tiên là T1. Rễ tơ ăn ầm ầm luôn nè. Mã số đầu tiên cây mã số là T1 nha cô chú anh chị. Hoành đó là 15. Đó, hoành cổ này là 15. Cành bay nó là 33. Cành bay 33. Đường kính bầu 22. Đường kính bầu 22. T1 900 ngàn. T1 900 ngàn. Rồi tiếp theo cây mã số T2. Sam trái nha cô chú anh chị. Đó, cây sống khỏe nha. Em đã ủ trong chậu sống khỏe hết rồi. Hoành chỗ này là 18. Hoành đó nãy khi nó dướng dướng cái này chút xíu nha anh chị. Tại có nhiều nhánh đó. Hoành 18 đến 17 thôi cũng được. Cành bay có 18 luôn. Bay 18. T2 750 em bao ship. Cái này cực kỳ đẹp luôn ha. T2 750 thôi. T3. Cây khá là to nha anh chị. Sâm trái kiếm cây lớn cũng khó ha anh chị. Quanh cái này 14. Chiều cao 27. T3 700. T4. Cây này quá dị luôn. Hoành cái này là 11. Chiều cao 28. T4 700 ngàn. T5. Cây này đâm chồi sống khỏe hết rồi nghe cô chú anh chị. Ừ đó cũ luôn. Quanh cái này là 14. Chiều cao 30. T5 750. T6. Quanh cái này là 12. Chiều cao 36. T6 700 ngàn. T7. Không biết đường đo luôn. Quanh cái này là 9. Chiều cao 28. T7 750. T8. Quanh cái này là 13. Chiều cao 32. T8 750. T9. Cây rất là to khủng à. Xăm trái nè, cái trái nè chị. Đó. Ra trái đó. Cái này ra trái quanh năm chị ơi. Quanh trái là 12. Chiều cao 30. T9 900 ngàn. T10. Cây cũ rất là to luôn. Quanh trái là 12. Chiều cao 27. T10 800 ngàn. T11. Quá trời cũ to anh chị. Quanh cái này là 13. Chứ thôi cái cũ này dữ lắm, bự nè anh chị. Chiều cao 33. Có thử cái dòng cũ nữa nè. Quanh cái này là 18. T11 850. T12. Quanh cái này là 15. Chiều cao 31. T12 800 nghìn.
quanh đó là 11, chiều cao 31, T13 700 ngàn, T14. Cây to đẹp chị, quanh đây là 14, chiều cao 33, T14 900 ngàn. Cho cái thân là 12, cái cũ chắc cỡ 18, 19 anh chị. Chiều cao là 30, T15, 850. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích ghế với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích ghế này, hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500 gram là nửa ký đó nghe cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200 ngàn, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích ghế luôn nghe cô chú anh chị. Loại này được sử dụng rất là tốt, số anh em đã sử dụng rồi rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nghe cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500 gram này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. Một thôi là mình nếu mà tưới ít đó, mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha quý anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chị tưới gốc chứ không có phun lên lá ha. Chị tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi, rất là im nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Cái này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á, có 120 ngàn nhưng mà cực kỳ bán luôn đây. Cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén này ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó anh chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè. Gần cả năm nè. Xài rất là ok nha chú anh chị. Bền rất là bền. 120 ngàn nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120 ngàn thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài, với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây, em lấy cho cô chú anh chị xem ha. Cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180 ngàn một cây. Làm rất là đẹp của chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị. In chìm luôn ha. Đó. Rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng của Nhật hết trơn nghe anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết vô anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nghe cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350 ngàn một cây. Đó. 350 ngàn một cây, em bao ship. Cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cạp xéo rồi chú chị, bao bén luôn ha.
mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cạp tròn. À, em lấy từng cây ra cho quý chị xem. Cạp tròn giá chỉ 350.000 một cây. À, em bao ship luôn cạp tròn đây anh chị. Đó, hàng rất là chất lượng ha, in chữ đê, in chữ chìm luôn không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa, này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng tuyệt phẩm nè anh chị, giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha, nè em bao bán luôn đó, rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe anh chị. Đây nè, cưa lách nha anh chị đó, chỉ có 70.000 mà cưa lách này anh chị mua 2 cây em mới ship nha cô chú anh chị. Mua 1 cây em không ship, tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship 1 cây nên là lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là 2 cây em mới ship, 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây ha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Ha, 1 2 cây, 3 cây, 4 cây rất là bén. 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị. Tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nghe cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cái dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.